Xin chào tất cả các bạn, mình là Cấp, hiện tại mình đang là giảng viên tại Học viện IT. Nếu các bạn đang có một chiếc ổ cứng laptop và các bạn đang muốn dùng nó để gia tăng cái không gian lưu trữ cho chiếc máy tính bàn và các bạn đang băn khoăn không biết là có lắp được hay không hay là lắp như thế nào, vậy thì với video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Học viện IT đi tìm hiểu vấn đề này nhé. Vậy đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa ổ cứng của laptop và ổ cứng của máy tính bàn? Kể cả là HDD hay SSD của laptop và máy tính bàn thì đều có cấu tạo cũng như phương thức hoạt động về cơ bản là giống nhau. Nhưng sự khác biệt lớn nhất ở đây đó là về mặt kích thước. Máy tính bàn thì thường sử dụng các loại ổ cứng có kích thước 3.5 inch, còn laptop thì thường sử dụng các cái loại ổ cứng có kích thước 2.5 inch để tiết kiệm không gian. Điều này sẽ khiến cho bạn khó có thể lắp đặt ổ cứng laptop trong cây máy tính để bàn, nhưng đây không phải là vấn đề quá lớn. Vậy thì có thể sử dụng ổ cứng dành cho laptop để lắp trên máy tính bàn hay không? Về cơ bản thì chân cắm nguồn và tín hiệu trên laptop cũng như máy tính để bàn có cấu tạo gần giống nhau. Và loại ổ cứng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay thì thường sẽ sử dụng chuẩn SATA. Vì thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể lắp đặt ổ cứng SSD sử dụng cho laptop trên máy tính để bàn. Tuy nhiên, chúng ta không nên lắp ổ HDD dành cho laptop trên máy tính để bàn bởi hai lý do sau. Thứ nhất, thông thường tốc độ quay của ổ đĩa trên laptop là 5.400 vòng trên phút và khá là chậm so với tốc độ 7.200 vòng trên phút của máy tính để bàn. Vì thế, khi chúng ta sử dụng ổ cứng laptop trên máy tính để bàn sẽ rút ngắn cái tuổi thọ của ổ cứng HDD sử dụng cho laptop. Thứ hai là điện áp để máy tính để bàn là nguồn AC trực tiếp, nên khi điện áp có thể lên xuống thất thường. Laptop thì chủ yếu là sử dụng nguồn AC để sạc pin, nên điện áp thường là sẽ rất là ổn định. Vì thế khi sử dụng ổ HDD của laptop cho máy tính để bàn thì rất dễ gây chập điện. Như vậy thì bạn vẫn có thể sử dụng ổ HDD dành cho laptop để lắp đặt trên máy tính để bàn, nhưng chúng ta cần cân nhắc hai yếu tố trên. Vậy thì làm sao để tiến hành lắp đặt ổ cứng laptop trên chiếc PC của các bạn? Chúng ta sẽ tiến hành theo các bước như sau. Bước 1, tắt công tắc nguồn ở phía sau thùng máy hoặc phía trước thùng máy, sau đó rút phích cắm. Các bạn cũng có thể giữ nút nguồn trong vài giây để xả hết điện còn lại trong thùng máy. Bước 2, chuẩn bị một ổ cứng laptop và các kết nối tương thích để tiến hành lắp đặt. Bước 3, xác định đầu cáp SATA và cáp nguồn trên PC. Bước 4, gắn dây nguồn và cáp SATA trên PC vào đúng khe cắm trên ổ cứng. Bước 5, cắm lại dây nguồn và bật máy để khởi động máy. Sau khi khởi động máy, nếu các bạn kiểm tra trong phần zip PC hoặc My Computer không thấy ổ do là ổ cứng của các bạn là ổ hoàn toàn mới thì các bạn cần tiến hành các bước để setup phân vùng cho ổ. Các bước setup sẽ như sau. Bước 1, các bạn nhấp chuột phải vào zip PC hoặc My Computer, chọn phần Manager, sau đó tiến hành chọn phần Disk Management trong Store. Bước 2, các bạn hãy chọn vào phân vùng dữ liệu ổ màu đen, nhấp chuột phải và chọn New Simple Volume. Bước tiếp theo, các bạn hãy chọn Lake ở tất cả các hình trong wizard để tiến hành hoàn thành thiết lập. Và bước cuối cùng, chúng ta sẽ khởi động lại máy một lần nữa và sau đó kiểm tra lại trong zip PC hoặc My Computer sẽ thấy phân vùng ổ cứng mới vừa được lắp thêm sẽ hiện lên. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về vấn đề lắp đặt ổ cứng laptop cho máy tính bàn. Nếu các bạn vẫn còn những thắc mắc, hãy comment dưới video để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng nhất từ phía Học viện IT. Và hoặc các bạn cũng có thể mang chiếc laptop cũng như là chiếc máy tính bàn và ổ cứng laptop của mình ra các trung tâm của sửa chữa laptop 24 giờ để được nhân viên bên mình tư vấn, kiểm tra và lắp đặt theo một quy trình chuyên nghiệp nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu cảm thấy video hữu ích thì hãy like, share và subscribe kênh của Học viện IT. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.